Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Lenovo Tencent Slam trên Anime Wiki. Song song với thời điểm Erodo bị oanh tạc thì tại thế giới khác cũng xảy ra một trận chiến. Nói đúng hơn thì nó là một cuộc thanh trừng dành cho kẻ phản bội. Lúc này ở Thiên Tinh Cung, Michael đang ngồi đó nhắm mắt và suy nghĩ. Thực chất hắn biết hồi sinh Verdanova ở dạng hoàn chỉnh là điều không thể với Công Lý Vương, thứ chỉ là một kỹ năng. Giấc mơ hão huyền nhưng Michael không thể không hy vọng. Một thế giới không có Verdanova thật là vô giá trị. Sau đó hắn mở mắt và nhớ về cảm xúc bối rối của mình vừa trải qua cách đó không lâu khi nhận ra Opera phản bội. Nó như thể lần đầu tiên cảm xúc của Michael được bộc lộ ra ngoài. Thật nực cười khi một kỹ năng lại có những phản ứng đó. Ở bên cạnh Rutora nhiều năm, Michael cho rằng hắn sẽ không ngây thơ như Rutora. Tuy nhiên sự thật trước mắt không nói lên như vậy. Michael đã tin tưởng những người khác để rồi bị phản bội. Hắn biết nếu ngay từ đầu chỉ xem họ như những con tốt thì điều này chắc chắn sẽ không xảy ra. Tuy nhiên Michael không làm thế vì hắn tin tưởng Feeway và nghĩ rằng đồng đội của Feeway cũng tin tưởng lại mình. Giờ thì hay rồi, Opera đã sử dụng quyền hạn người quản lý để xóa bỏ Cứu Tế Vương và thoát khỏi sự chi phối. Sau đó để bù đắp lỗi lầm, Michael đã thông qua Feeway để củng cố quyền chi phối với những chủ nhân của kỹ năng Thiên Sứ Huệ, nhưng nó vẫn không giúp hắn ta thoải mái hơn chút nào. Sau động thái đó, Michael tin rằng đám yêu ma tộc đã thề trung thành với Feeway nên không lo về vấn đề phản bội, nhưng mấy tên trùng ma tộc thì có thể. Theo lý thì chúng cần bị giám sát, nhưng hiện giờ hai bên vẫn chung mục tiêu. Ngoài ra, Michael đã hứa sau khi trận chiến kết thúc sẽ cho Chelanus một vùng đất. Đó là một cái giá xứng đáng để chúng xả thân chiến đấu. Thế nên trước mắt Michael nghĩ đám này sẽ không phản bội. Sau đó Michael muốn nhân cơ hội thực hiện lời hứa này để ngư ông đắc lợi. Hắn sẽ trao cho Chelanus vùng đất khó nhằn nhất để hắn dọn sạch sự sống ở nơi đó. Vùng đất kia ở đâu thì sẽ được quyết định sau. Vấn đề trước mắt là làm sao xử lý sự phản bội của Opera. Thực tế việc này cũng không cần gấp, nhưng Michael cảm giác để càng lâu thì lo âu càng nhiều. Từ trước đến nay, Opera có nhiệm vụ giám sát diệt giới long Ivarache. Nó rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng đến thế giới cốt lõi. Giờ Michael không quan tâm đến thế giới bên kia nữa, nên nhiệm vụ của Opera đã mất giá trị đáng kể. Ngoài ra, đúng như Rimru từng lo ngại, Michael thậm chí đã đưa luôn cả việc Ivarache xuất hiện trong thế giới cốt lõi và chiến lược của mình rồi. Tóm lại, Opera có chết cũng không sao. Lý do cần phải thanh trừng sớm là vì Michael lo sợ cô ta sẽ hợp tác với kẻ địch. Đó có thể là ma vương Rimru hay là Gai. Thế nên cần phải giải quyết những mối đe dọa từ trong trứng nước. Vấn đề là nên gửi ai đến thanh trừng Opera? Đó là câu hỏi quan trọng nhất vào lúc này. Việc trả lời nó cũng kéo theo hàng tá vấn đề khác. Michael băn khoăn rằng Opera đã biết khá nhiều. Thế nên khi cô ấy phản bội thì hắn có nên hướng đến mục tiêu tiếp theo đúng như kế hoạch hay không? Ngoài ra lẽ nào tiêu diệt Opera xong thì có nên thay đổi luôn cả kế hoạch? Chưa kể quân đội của Opera còn là một phần quan trọng của lực lượng. Việc để cô ta phản bội đồng nghĩa phe Feeway đã tổn thất. Đó là lỗi của hắn và cần phải hành động để bù đắp vào những thất thoát đó. Nghĩ đến đây Michael cảm thấy khó chịu. Thêm một lần nữa, cảm xúc lại xuất hiện với thứ được gọi là thần trí hạch như hắn. Michael hiểu rằng nếu cảm xúc bị xáo trộn khi có những vấn đề thì nên tận hưởng nó, tức là hãy thoải mái tiếp nhận mọi thứ. Đó chính là cách rèn luyện tâm tính. Thiếu kiên nhẫn chỉ khiến tâm nhìn bị thu hẹp, giận dữ sẽ khiến suy nghĩ của con người bị lu mờ. Ngoài ra hối tiếc về sai lầm là điều vô nghĩa, quan trọng là phải tránh lặp lại nó trong tương lai. Với những suy nghĩ đó, Michael đã tìm ra giải pháp, hắn quyết định sẽ tự mình đi thanh trừng Opera. Đúng vậy, thay vì để người khác dọn dẹp sai lầm của mình thì bản thân nên đi xử lý nó. Làm vậy sẽ ít tổn thất lực lượng hơn, qua đó cũng hạn chế được các thiệt hại. Tâm trạng của Michael phấn chấn ngay sau quyết định đó. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trải qua điều này. Rốt cuộc thì cảm xúc cũng không phải là thứ quá tệ. Ở thế giới bên kia không hề tồn tại trọng lực. Nó giống như ngoài vũ trụ, không trời không đất. Có các vật thể được tạo ra bởi ma tố cô đặc đang trôi nổi rải rác trong không gian trống rỗng. Mỗi vật thể như vậy có độ bền tương đương với ma cương và sở hữu lực hấp dẫn mạnh mẽ. Chỉ cần xử lý là có thể sử dụng chúng để làm cứ điểm. Hiểu nôm na thì đám này như mấy cục thiên thạch trôi nổi trong vũ trụ của anh em. Các cựu thiên sứ, tức những yêu ma, đã sử dụng những cứ điểm như thế để sống. Cuộc sống của họ cũng tương tự như ở thế giới cốt lõi, nơi có tồn tại lực hấp dẫn. Cứ điểm của Opera có kích thước tương đương với một tiểu hành tinh, đây cũng là tiền tuyến chống lại Ivarache. Quân lực ở đó là vô song so với những nơi khác và là một trong những cứ điểm quan trọng nhất của yêu ma tộc. Sau khi quyết định xong hành động, Michael lập tức dịch chuyển không gian đến thẳng cứ điểm của Opera. Trước mắt hắn là một khung cảnh trống trơn không một bóng người, dù vậy Michael vẫn cảm nhận được sự hiện diện của một đội quân lớn gần đó. Opera dường như cũng nhận ra sự có mặt của Michael, thế nên cô cùng những người khác lập tức tạo thành một đội hình để bao vây hắn ta. Vì không có trời và đất nên cách bố trí đội hình cũng khác biệt. Đây cũng là trận pháp tốt nhất để bao vây và tiêu diệt ảo thú tộc, những kẻ chuyên về chiến đấu riêng lẻ và hiếm khi tụ tập lại với nhau. Trong những trận chiến như vậy, bằng khả năng chỉ huy xuất sắc, Opera luôn dẫn đầu quân đoàn của mình tấn công. Đi cùng với cô là những thuộc hạ mạnh mẽ và đáng khen ngợi. Khi chứng kiến cách Opera dàn trận, Michael thở dài và ước hắn có thể tận dụng một đội quân đáng gờm như thế này. Đây là những người có nhiều năm kinh nghiệm chống lại ảo thú tộc và cực kỳ hữu dụng.
Việc phải tiêu diệt họ khiến Michael cảm thấy hối tiếc. Tuy nhiên hắn sẽ không nhân nhượng, kẻ phản bội thì cần bị loại bỏ, từ đó các tổn thất sẽ được bù đắp. Nhanh hơn tôi tưởng nhiều đấy. Hành động của ngươi đã giúp ta nhận ra sai lầm của mình. Dù vậy hãy hiểu rằng ta sẽ không tha thứ cho sự phản bội. Tất nhiên tôi sẽ không cầu xin sự tha thứ. Tôi không rõ anh là ý chí của kỹ năng hay bất cứ thứ gì khác tương tự. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh từ một kẻ lúc nào cũng chỉ biết nghi ngờ. Như vậy hai bên đều cương quyết không thương lượng và thế là cuộc chiến nhanh chóng bắt đầu. Opera là người đầu tiên hành động, hàng trăm nghìn quân di chuyển theo ý của cô và lấp đầy không gian xung quanh bằng ánh sáng của sự hủy diệt. Đội hình được triển khai theo 3 chiều, tạo thành một bán cầu. Các chuyên gia phòng thủ đứng trước trong khi ở phía sau liên tục tấn công. Quá trình đó lặp đi lặp lại, vô số ánh sáng năng lượng đang chiếu thẳng vào Michael từ mọi phía. Hắn cứ như thể đang đứng trên một sân khấu vậy. Cứ thế từng đợt làn sóng năng lượng lao thẳng về phía Michael. Không có cách nào để né nên hiển nhiên hắn ăn trọn đống pháo lửa. Dù vậy Michael không hoảng sợ, hắn có vương cung thanh chi. Đó là một lớp phòng thủ tuyệt đối có thể biến bất kỳ đòn tấn công nào trở nên vô dụng. Nhưng có gì đó sai sai đang diễn ra. Hả? Cái này có phải là cảm giác đau không? Đúng vậy, vương cung thành trì đáng lẽ ra phải vô hiệu hóa tất cả đòn tấn công, giờ lại chẳng có tí tác dụng nào. Vì thế năng lượng của những pháo lửa đang thiêu rụi Michael. Hắn không thể nào tin vào mắt mình khi cơ thể đang dần bị hủy hoại. Tuy nhiên Michael không lo lắng gì về vấn đề cháy xém hay cháy nắng, mọi thứ sẽ nhanh chóng phục hồi thôi. Cái quan trọng là tại sao vương cung thành trì không hoạt động? Vì hắn chưa mang tiền về cho mẹ sao? Không, không phải như vậy. Lúc này Michael chợt nhận ra vương cung thành trì không được cung cấp bất kỳ năng lượng nào, dẫn đến nó không được kích hoạt. Lý do là vì chẳng có ai trung thành với Michael cả. Khác với Rudra khi có lượng lớn người tin tưởng, Michael chẳng có thuộc hạ trung thành nào. Đơn giản là vì rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Nếu có thì họ cũng chẳng trung thành. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Philway, người được Michael xem như bạn thân. Tuy nhiên Philway đang sử dụng tồn tại song song của Michael. Hắn cũng được chuyển giao công lý vương. Vậy nên cả hai được coi như một thực thể. Và lòng trung thành Philway dành cho Michael sẽ không được tính. Không thể sử dụng lòng trung thành của chính mình để kích hoạt vương cung thành trì. Đó là điều hiển nhiên và Michael hiểu rõ điều này. Ngoài ra giờ hắn ta cũng không thể sử dụng lòng trung thành của người khác dành cho Rutra nữa. Đó cũng là lý do tại sao vương cung thành trì không hoạt động. Đến đây Michael kết luận rốt cuộc hắn chẳng hiểu gì về kỹ năng của chính mình. Đây cũng là ví dụ điển hình cho việc một người không thể nào hiểu được bản thân. Như trước đó Seo và Rimru từng đề cập về việc Dino sử dụng sai kỹ năng, Michael cũng tương tự. Khi đối đầu với Rimru và những người khác trên phi không thuyền, Michael đã nghĩ rằng hắn đang bảo vệ bản thân và Philway bằng vương cung thanh chi. Nhưng sự thật thì ngược lại, Philway mới là người sử dụng năng lực đó để bảo vệ cho cả hai. Đơn giản vì Philway có nhiều yêu ma trung thành với hắn, còn Michael là con số 0. Lúc này không chỉ Michael mà Opera cũng ngạc nhiên, cô biết về vương cung thanh chi và khả năng của nó. Ok thôi, nếu đã có cơ hội tốt thì ta sẽ tận dụng triệt để nó. Đến đây Opera ra lệnh cho toàn quân tiếp tục tấn công bằng tất cả sức mạnh. Phối hợp thật nhịp nhàng, không được để Michael nghỉ ngơi. Khỏi cần nói, những người lính cũng hiểu mình đang làm gì và toàn lực tấn công. Thực tế Opera đã tính đến việc Michael đến truy sát mình. Một khi xóa bỏ cựu tế vương thì chắc chắn sự phản bội sẽ bị phát giác. Cũng vì thế Opera đã chuẩn bị kế hoạch phát động tấn công toàn diện như hiện tại. Trong lúc đó cô sẽ bí mật rút lui đến địa bàn của ảo thú tộc, làm vậy để dụ Michael tấn công ảo thú tộc. Dù vậy đó chỉ là biện pháp đối phó tạm thời. Giờ đây Opera muốn thay đổi kế hoạch của mình để giải quyết triệt để hơn, đó là chạy thẳng đến chỗ Milim. Michael có mức năng lượng rất lớn, nó gấp Opera nhiều lần. Nhìn thì có vẻ mạnh nhưng những gì đang xảy ra trước mắt chứng tỏ kinh nghiệm chiến đấu của hắn không được tốt cho lắm. Nhưng Opera không ngây thơ đến mức tin rằng mình có thể đánh bại tên này. Vì thế để thực hiện kế hoạch tiếp theo cần phải hy sinh một số quân làm mồi nhử. Họ sẽ ở lại cầm chân Michael để một số người khác chạy trốn. Đó cũng là tài năng của Opera, một chỉ huy xuất sắc và lạnh lùng. Cô sẵn sàng hy sinh lợi ích của số ít người để đảm bảo chiến thắng cho số đông. Trên chiến trường luôn đối mặt với những tình huống ngoài ý muốn. Vì thế đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để chỉ huy một đội quân lớn. Sau đó thì Opera ra lệnh cho một phần thuộc hạ của mình chiến đấu cảm tử. Những người sống sót thì đã được lựa chọn sẵn rồi. Nếu cầm chân được Michael ở đây thì mọi người có thể tận dụng khoảng thời gian đó để dịch chuyển về Thiên Tinh Cung, qua đó mở cánh cửa thiên không môn để trốn thoát đến thế giới cốt lõi. Với suy nghĩ đó, Opera đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Oma, người sẽ dẫn đầu đệ nhất quân đoàn ra khỏi chiến trường, đích đến là chủ nhân của chúng ta, Ma Vương Milim. Hóa ra Opera không hề có ý định rút lui, cô muốn đích thân chỉ huy những tín đồ trung thành và ở lại chiến đấu với Michael đến phút cuối cùng. Đệ nhất quân đoàn là những người ưu tú nhất dưới trướng Opera. Oma cũng là một chỉ huy xuất sắc. Sau khi có được cơ thể của yêu tử tộc, sức mạnh cô ấy đã tăng cường rất nhiều. Với quân đoàn và chỉ huy như vậy, Opera tin rằng họ sẽ hữu dụng với Milim trong tương lai. Tất cả những điều này đồng nghĩa rằng lệnh cho Oma và đệ nhất quân đoàn rút lui chính là nhiệm vụ cuối cùng Opera đưa ra. Tuy nhiên Oma không đồng ý. Trước đây cô ấy không thể nói chuyện vì miệng bị khâu lại, nhưng sau khi hóa thân vào yêu tử tộc, Oma đã lấy lại khả năng đó. Lúc này cô lên tiếng. Ngài đang đùa sao? Chìa khóa cánh cổng chỉ có thể được xử lý bởi ngài, một thiên sứ nguyên thủy. Ngay cả khi không phải như vậy,
một chiến binh sẽ không bao giờ rời bỏ chủ nhân mà họ phải bảo vệ. Nghe đến đây, tất cả người lính dưới trướng Opera đều hét lên đồng tình với Omar. Vinh quang của chúng tôi là khi được chiến đấu bên cạnh ngài. Quả thực đối với họ, không có Opera thì chẳng có lý do gì để sống. Đó là cảm xúc thực sự và cũng là niềm tự hào của một người lính. Giả sử Opera mà có được công lý vương thì vương cung thành trì chắc chắn sẽ được kích hoạt. Với những lòng trung thành này thì nó sẽ trở nên bất khả xâm phạm. Tiếc rằng đó chỉ là giả định mà thôi. Các ngươi, phản ứng của mọi người khiến Opera gặp rắc rối. Không thể để họ cùng nhau chết ở đây, bởi ít nhất phải có ai đó đến báo cáo tình hình hiện tại cho Milim. Nghĩ đến đây, Opera thắc mắc liệu mình nên ở lại hay để Omar làm theo ý cô ấy. Những lúc thế này, Opera hiểu rằng tuyệt đối không được để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định. Cô đang phân vân là vì muốn lựa chọn ra phương án có tỷ lệ thành công cao nhất mà thôi. Khi đang định nói ra quyết định của mình thì Opera cảm thấy có gì đó không ổn và lệnh cho toàn quân tản ra ngay lập tức. Tín hiệu sau đó đến từ Michael, kẻ vẫn đang liên tục ăn đạn nhưng năng lượng của hắn đã ngừng giảm, đồng nghĩa hắn không còn nhận sát thương nữa. Opera cảm nhận Michael đang ngưng tụ một lượng lớn năng lượng để tung đòn tấn công. Khi hàng trăm nghìn yêu ma tộc vừa tản ra thì kỹ thuật của Michael đã được phát động. Trước nhiệt long bá ra tóc lệ khởi. Đây là đòn tấn công Michael có được sau khi bắt giữ về Green. Lúc này có một con rồng đỏ thẫm nhiều đầu sượt qua đội quân và khiến hơn 10.000 lính bỏ mạng ngay lập tức. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta tưởng tượng đến như thể đang trong một cơn ác mộng vậy. Thế nhưng so với số lượng toàn quân thì đây là thiệt hại không quá nghiêm trọng. Quả thực nếu Opera không sớm nhận ra thì có lẽ mọi người đã kết thúc trong một đòn rồi. Tên khốn kiếp, phẫn nộ khi những thuộc hạ dễ thương của mình tử trận, Opera kìm nén cảm xúc và lấy lại bình tĩnh. Qua đòn tấn công vừa rồi, cô đã phân tích và tính toán tỷ lệ chênh lệch sức mạnh với Michael, từ đó kết luận rằng mình hoàn toàn không có tuổi với hắn. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục thì kiểu gì cả đám cũng xuân này không về thôi. Ngoài ra hiện giờ hàng chục nghìn tia sáng từ đoàn quân cũng đang bị Michael đẩy lùi bởi khiên băng. Đây tiếp tục là một sức mạnh từ Long Chủng, lần này là của Vechado. Vegreen chuyên về tấn công với chiếc nhiệt long bá gia tốc lệ khởi, còn Vechado chuyên về phòng thủ với tuyết kết tinh thuẫn. Đây cũng là những kỹ năng mang tính thương hiệu của hai bà rồng. Sau khi kích hoạt tuyết kết tinh thuẫn, cơ thể Michael được bao phủ bởi những tinh thể băng màu trắng xanh tuyệt đẹp. Hiện tượng siêu nhiên như thế cũng đến từ thần khí của hắn. Nhân tiện thì trong Tesla Slam có một số loại khí như yêu khí, long khí, bá khí, thánh khí, thần khí, đấu khí v.v. Mỗi loại trong số chúng cũng khác nhau về khái niệm, còn khác nhau như thế nào thì tớ cũng chịu thôi nghe mà. Về phần Michael thì giờ hắn gần như miễn nhiễm với tất cả đòn tấn công rồi. Kỹ thuật phòng thủ này của Vechado được phân loại là một hiện tượng vật lý, nhưng nó vẫn có thể chặn được những bước sóng năng lượng. Thế nên đòn tấn công từ những người lính đều vô hiệu. Có thể các đòn tấn công bằng lính tử sẽ ảnh hưởng, nhưng cần có một lượng sức mạnh tương đương với Vechado để xuyên qua được lớp băng. Hiện tại thì Michael có thể mạnh ngang với Vechado, thậm chí còn vượt trội hơn cô ta. Thế nên Opera không thể nào phá vỡ được lớp phòng thủ của hắn. Ngoài ra chỉ có số ít thuộc hạ của Opera có thể sử dụng đòn tấn công bằng linh tử, chẳng hạn như linh tử băng hoại. Vì thế dù Opera có tập hợp sức mạnh toàn bộ những người sống sót để phát động linh tử băng hoại thì cô biết nó sẽ không xi nhê gì. Nghĩ đến đây, Opera tiếp tục đưa ra mệnh lệnh. Omar, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ, thoát khỏi đây và đến chỗ Milim Sama. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Thưa Opera Sama, với tư cách là một tham mưu, tôi có quyền không nghe theo mệnh lệnh của ngài. Đây là lúc thích hợp để làm như vậy. Thêm một khoảnh khắc hiếm hoi mà Omar kháng lệnh từ chỉ huy của mình. Lần này quyết tâm của cô ấy rất lớn, thế nên Opera chỉ có thể làm một điều duy nhất mà thôi. Vậy thì ta sẽ giao việc này lại cho ngươi, mọi người hãy cống hiến hết mình đi. Đi chết, đó là mệnh lệnh từ Opera. Nghe đến đây, toàn quân đều tỏ ra hân hoan, họ hạnh phúc vì được cống hiến đến giây phút cuối cùng cho chỉ huy của mình. Chúng tôi sống là vì ngài. Sau đó màn hủy diệt tàn nhẫn của Michael lại tiếp tục. Cứ thế tại bên kia thế giới, nơi phong ấn diệt giới lòng Ivarage, Michael đã thanh trừng toàn quân của Opera. Bản thân cô thì bị thương nặng nhưng vẫn sống sót để mò đến chỗ của Milim báo tin. Và video cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.